Xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em test nguyên một bộ combo gia đình, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc ha, cho bác khách ở đường Minh Khai, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa nha. Là bác chốt cho em là nguyên một bộ combo. Trong đây gồm có một cặp loa 301 Sonata Limited nhé, một con trầm Yamaha VK1500, một con trầm đỉnh nhất của Yamaha hiện nay. Con này còn rất đẹp, còn khiển rin nhé. Một con micro Shure ULX B4 và tai mic là SM58, một con van neck FX9 Lut và một con amply, đó là Denon 2000 AE. Con này là con thùng xốp nha anh em nha. Và nguyên bộ combo này thì nó đang có cái mức giá tất tần tật, thì chỉ mua thiết bị, tất cả dây kết nối là em tặng hết nha. Ở đây thì shop thì em sẽ tặng cái dây tín hiệu 3m nè, dây loa này, rồi dây từ vang đi xuống amply này, rồi dây quang từ tivi xuống đầu vang á, đầy đủ hết. Nguyên một bộ này chúng ta có thể vừa chơi gia đình và vừa nghe nhạc. Với bộ này thì có thể gắn thêm được một cặp loa 301 hoặc là một cặp loa, nói chung là dòng boss hoặc là lời thêm cũng ok rồi anh em. Vậy thì cặp Sonata này tiếng nó rất là hay, kèm thêm một con trầm đỉnh của Yamaha thì tiếng bass nó quá trời là ok rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tiếng nhẹ, chúng ta cần thêm một cặp lời hoặc là cặp 301 CD 5 là nó ok. Thì ở phòng khách của bác là khoảng 30m² thì bộ này ok, và nếu ok nữa thì chúng ta thêm một cặp loa nữa thôi là tuyệt vời luôn. Tiếng nó rất là đầy đủ. Về cái tiếng trung, tiếng bass thì mình khỏi lo rồi anh em nha. Đây là một bộ để cho anh em mình tham khảo ha. Đấy. Tổng cộng chi phí cho nguyên một cái bộ này là khoảng 64 triệu nha. 64 triệu có amply, vang, mic, loa, trầm, micro xịn. Trong micro thì em có tặng cho bác là hai cục pin sạc và một cái đầu sạc nha. Riêng cái sạc này thì bác nhớ là lấy cái dây này ra cắm vào cái này rồi cắm pin vào tay sạc, thì sạc bằng cục cốc điện thoại ha. Cắm vào cốc điện thoại thì ok. Rồi. Rất là tuyệt vời nha. Riêng về con amply thì nó là thùng xốp thì nó đẹp keng, không có gì để bàn. Đây là con van neck, thì con van neck FX9 Lut này là hàng công ty, đây là hàng thiệt nha. Dòng này thì nó vẫn còn một loại rẻ tiền hơn, em không làm nhá. Đó, còn mic Shure thì Shure này là Shure xịn, hàng của Mỹ, được sản xuất tại Mexico nha. Đầu là ULX B4 và tay mic là SM58 nha. Đây, SM58 nha. Và bộ này không thì nó có giá là 8 triệu đồng, 8 triệu đồng kèm với tặng là bộ pin sạc. Đấy, giá để cho anh em tham khảo nha. Đối với em, shop em thì mic Shure thì luôn luôn có hàng, gần như luôn luôn có hàng, từ đây tới Tết thì gần như có hàng để phục vụ anh em mình karaoke, hát hò gia đình. Đây là con trầm Yamaha VK1500, tuyệt đẹp nha. Rồi thì gần em có đám cũng nên không có mở lớn lắm, như cũng không có, em không có ca nổi hôm nay, em test mic thôi ha. Không có hú em nha. Này, em xuống nhạc với nè. Alo, 1 2 3 4 5 6, lơ lơ lơ, rất là tuyệt vời nha. Alo, 1 2 3, đây viêm gan, sơ gan. Tiếp tục tối ngày quảng cáo suốt nè.
lưng 1, 2 rất là lớn nha em nha, vẫn không hú nha. Xin tạm dừng clip test nguyên bộ combo này cho bác khách ở Thanh Hóa nha. Và em sẽ tiến hành đóng gói gửi cho bác luôn. Và tiếp tục test bộ thứ hai là em test một cặp loa 100 Century xéo hàng và một con Amply Luckman 505F cho bác khách ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng cho sản phẩm vừa nghe vừa hát như thế này thì alo cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn rất nhiều.